tuyệt chiêu nấu canh cá ngon, không tanh. Canh cá nếu chế biến không đúng cách rất dễ bị tanh, mất vị ngon. Mẹo và cuộc sống sẽ chia sẻ cho bạn vài tuyệt chiêu nấu canh cá ngon, không tanh trong video sau đây nhé. Số 1. Loại bỏ các bộ phận tanh trong cá trước khi nấu. Để giảm bớt mùi tanh của cá khi nấu canh, trước hết bạn cần loại bỏ các bộ phận tạo mùi tanh ở cá như mang, vây, vẫy cá, gân, ruột, các chất nhất nhầy xung quanh thân. Nếu không giỏi làm cá, khi mua cá bạn nên nhờ người bán làm cá giúp, các khúc nhỏ vừa ăn. Khi mang cá về nhà, bạn chỉ cần rửa thêm 2 đến 3 lượt là có thể chế biến ngay. Số 2, khử mùi tanh của cá. Có rất nhiều nguyên liệu giúp khử mùi tanh của cá hiệu quả. Bạn có thể ngâm và rửa cá với rượu và gừng, cá sẽ nhanh hết mùi tanh, thịt cá thơm ngon hơn. Vì gừng có mùi nồng, bạn nên dùng lượng nhỏ, không nên dùng quá nhiều để tránh làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Ngâm cá trong nước vo gạo hay sữa, từ khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch cũng giúp khử mùi tanh. Lấy muối hột trà lên thân cá hoặc ngâm cá trong nước muối sau đó, rửa sạch cá với nước thì mùi tanh ở cá cũng sẽ giảm. Số 3. Ướp gia vị Cá ướp gia vị trước khi chế biến sẽ có vị ngon đậm đà và giảm mùi tanh. Bạn có thể ướp cá với các loại gia vị như hành, tỏi, tiêu, ớt, rau răm. Nếu người nội trợ muốn ướp cá với gừng, thì không cho gừng sống vào ướp với cá sống vì khi chế biến cá bị nóng lên, protein có trong cá sẽ chảy ra ngoài và cản tác dụng khử mùi của gừng. Vì thế, nếu muốn ướp cá với gừng thì bạn nên cho cá vào nồi, làm nóng cá để protein ngưng kết lại rồi bạn mới cho gừng vào ướp. Số 4, không cho cá vào nồi nước chưa sôi. Nếu nấu cá với nước chưa sôi, máu và các chất nhầy còn sót lại trong cá sẽ hòa vào nước, làm nước canh tanh hôi, rất khó ăn. Cho nên khi nước canh sôi, bạn mới cho cá vào nấu. Số 5, chiên trước khi nấu canh. Để canh cá ngon, miếng cá thấm gia vị đều, không bị nát, bạn có thể chiên cá trước khi nấu canh. Sau khi chiên cá xong, bạn cho cá vào nồi canh đang sôi đã cho đủ nguyên liệu, gia vị, nấu thêm một lúc là bạn có thể tắt bếp và múc canh ra dùng. Số 6, cho rau thơm vào canh cá sau khi nấu. Thêm các loại rau thơm như hành lá, ngò, thì là, ớt sau khi nấu xong canh cá canh sẽ có mùi thơm hấp dẫn và không còn mùi tanh cá nữa nhé hãy ghi nhớ các mẹo nấu canh cá ngon không tanh này đảm bảo ai cũng mê món canh cá của bạn hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ